Mến chào các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại vườn của anh Ninh các bạn, ở Xuân Hòa, cái xã Sóc Trăng nha các bạn. Thì vườn này các bạn, trước lúc ra bông các bạn, nó bị nhiễm tháng thư và khô bông rất là nhiều nha. Thì mình đã cho anh xử lý cái CMA hai cử để quản lý cái khô bông trên sầu riêng nè. Hôm nay mình quay lại bạn, mình kiểm tra kết quả bạn, mình quay sơ lược dòng mấy cái bông cho bạn coi nha. Đây là bông anh đã sau khi anh xử lý cái CMA được hai lần nha các bạn. Bông rất là xanh và mập nha, sạch bệnh. Đây những chùm bông phía này nè bạn, bông rất đẹp. Có những chùm bông phía trên bạn, những chùm bông phía trên, chùm bông phía trên nó bị nhiễm cái tháng thư bạn, thì xử lý cái CMA đó bạn, nó sẽ khô tháng thư bạn. Và cái bông, những cái bông mà nó không nhiễm bệnh, nó phát triển bình thường nha, nó phát triển bình thường trở lại đó. Quay sang chùm bông phía trên cho bạn coi nha. Đó, cái chùm bông phía trên cũng là một cái chùm bông bị nhiễm thác thư các bạn. Sau khi mình xử lý á, đó, nó đã khô hết bệnh mà, khô tháng thư thấy không? Bắt đầu cái bông mình đó, nó phát triển trở lại nè. Bông rất mập và xanh nha. Quay sang một số cây khác cho bạn coi nha, phía trên. Đây, quay sang những cái chùm bông phía đây cho bạn coi. Đây các bạn, chùm bông rất là xanh, bông đẹp các bạn, sạch, sạch bệnh luôn. Đi khen một số cây khác cho bạn coi nha. Đây nè bạn, không, bông cực kỳ khỏe luôn và không có nhiễm tháng thư nữa các bạn, sạch bệnh á, cuốn bông nè rất là dài. Có những chùm bông phía trên nè bạn. Cây này ra bông cũng tương đối khá các bạn, đủ bông, bông rất là khỏe đó. Sau khi xử lý hai cử CMA kết hợp nem STE các bạn. Quay sang cây đây cho bạn coi, cây đây bông khủng lắm nè nè các bạn. Đó, cây này lúc trước cũng có một số chùm đó bạn, nhiễm tháng thư đó bạn, khô bông rất là nhiều đó. Sau khi phun bạn, nó đứng và bông phát triển bình thường trở lại nha. Đó, những chùm phía trên đó bạn. Đó, đây là những chùm nó bị khô bông nè bạn, tháng thư nè, sau khi mình xử lý nè, bông nó phát triển bình thường nha. Cây này ra bông khủng khiếp bạn. Quay cận cảnh cái chùm bông này cho bạn coi nha, bông nó rất là đẹp, sáng bông. Đây là một chùm nữa các bạn, không. Vậy phía trên. Đó, những chùm bông phía trên bạn, trước đó nó bị nhiễm tháng thư đó. Bây giờ nó đã khô rồi bạn. Nãy giờ thì mình đã dẫn các bạn tham quan một vòng ở vườn của Ninh bạn. Thì đối với vườn của anh đó bạn, thì xử lý cái CMA đó, các bạn thấy cái vết bệnh khô rất là nhanh nha. Đó. Mà bông nó bạn, bông nó rất là sáng nè. Sáng và đẹp bông nha, xanh bông. Thì đối với cái CMA này bạn, nó là một cái ốc kẽm cộng một kích thích sinh học và được chiết xuất cái dạng XC nha bạn, nên nó mát cho bông và trái non. Đó. Thì mình có thể sử dụng cái CMA này phun định kỳ để quản lý cái tháng thư trên bông sầu riêng của mình. Thì liều dùng các bạn, thì một chai CMA này bạn, bạn có thể phun cho 2 chấm nước đối với sầu riêng và tất cả các loại cây trái khác. Còn đối với rau màu bạn thì bạn sử dụng cái liều là một chai này cho 1 chấm nước nha, để phun và để quản lý cái tháng thư.